Morning, every student. Welcome to our lesson. Hi, cô chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại chuỗi các bài học online của chúng ta hôm nay. Trước khi vào bài thì cô sẽ cho các con chơi một trò chơi nhỏ rất là nhanh thôi, mong các con có thể vượt qua trò chơi này một cách chính xác. Mời các bạn vào bài cho cô nào. Warm up. Guess the action with the suitable picture. Trong trò chơi này thì các em sẽ phải nối cho cô các cái hoạt động với lại cái bức tranh cho nó phù hợp. Cô sẽ có 7 bức tranh ở đây và tương ứng 7 cụm từ miêu tả hành động của nó. Các em sẽ dành trong vòng 1 phút để nối cho cô nhé. Ok. Now, start. Let's start. 1 minute, please. Các bạn nối cho 1 phút cho tôi đi. All right, time's over. Hết thời gian rồi, bây giờ cô sẽ cho đáp án xem bạn nào nối chính xác được cả 7 cái hoạt động nhé. Đã có bức tranh thứ nhất, tức là biểu tượng giơ tay. Bức tranh thứ hai là bạn gái nhảy lên nhảy xuống. Bức tranh thứ ba là vỗ tay. Bức tranh thứ tư là đang gật đầu. Bức tranh thứ năm, tức là chào tạm biệt vẫy tay. Bức tranh thứ sáu là chỉ về hướng bảng nhé. Bức tranh thứ bảy, tức là huyết sáo. Chúng ta bắt đầu. Now, the first one. Alright, ta có bức tranh thứ ba được nối với lại hành động A, clapping the hands, tức là vỗ tay. Ta sẽ có tiếp tục pointing to the board, chỉ tay về hướng cái bảng, chỉ tay hướng bảng được nối với lại cái bức tranh thứ sáu. Ta tiếp tục cho cô bức tranh hành động C, tức là jumping up and down, nhảy lên nhảy xuống được nối với bức tranh số 2. Đi, whistling, huyết sáo, thổi sáo, như vậy được nối với bức tranh thứ 7 đây. Ta có tiếp. Raising the hands, giơ tay lên, bức tranh số 1 được nối với Y. Và nodding his head, gật đầu, thì hành động gật đầu được nối bức tranh số 4. Và cuối cùng là waving, vẫy tay. Ta được nối với lại bức tranh số 5. Vậy có bao nhiêu bạn làm đúng rồi các bạn? Cô chúc mừng tất cả những bạn đã làm đúng với phần trò chơi của mình nối nhá. Chúc mừng. Và các em lưu ý tất cả các cái hoạt động hôm nay chúng ta như là giơ tay này, nhảy lên nhảy xuống này, vỗ tay này, gật đầu này, vẫy tay này, chỉ tay này, huyết sáo. Đây tất cả là những ngôn ngữ không lời. Những cái cử chỉ ngôn ngữ giao tiếp hình truyền đạt cái thông điệp của chúng ta hàng ngày qua những cái hành vi mà không phải nói ra lời, ta gọi là cách phương thức giao tiếp không lời. Vậy hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài của chúng ta phương thức giao tiếp không lời như nào. Các bạn vào bài cùng cô. Forms of nonverbal communication là hình thức giao tiếp không lời. Hoặc là tiêu đề khác chúng ta để là some ways of socializing, một số các cái biện pháp giao tiếp. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bài cho cô. Các bạn mở cho cô trong sách giáo khoa của mình, trang 30. Sách, bút, tập vở, bắt đầu ghi tiêu đề bài cho cô nhé. Unit 3, ways of socializing. A, reading. Ở trong cái phần bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài đọc. Thì trong bài đọc cô chỉ đưa cung cấp cho các em giới thiệu, ngữ liệu và từ mới của cái bài đọc phần A thôi. Còn phần thứ hai nữa thì cô Mai sẽ đồng hành tiếp được cùng với hệ cả lớp chúng ta nhé. Các bạn chúng ta nhé các em. Rồi, bây giờ cô mời các em nhìn vào bài. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua ngữ liệu của bài. Bài gồm có 5 đoạn văn đúng không? Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5. Thì các em nhìn vào, cô sẽ chiếu lên màn hình đây từng đoạn một và cô sẽ cung cấp cho các em một số các cái ý nghĩa, cái nội dung sơ qua của bài. Các bạn đi trước.
Các em có thể nhìn vào sách của mình hoặc là nhìn lên màn hình của cô cũng được, không sao cả. Và chú ý giùm cô những cái cụm từ màu in đậm đỏ hoặc là màu tím ở đây là những cái từ chủ đạo để các em cần học kỹ để chúng ta nắm được nội dung bài. Các em, cô sẽ đọc qua từng đoạn một và dịch sang tiếng Việt để các em định hướng. Now, paragraph one. To adjust someone's attention so that we might speak to that person, we can use either verbal or nonverbal forms of communication. Let us look at nonverbal communication in English. Probably the most common way of attracting someone's attention is by waving. For example, if we are at a noisy party and see a friend come in the door about 20 meters away, we might raise our hand and wave to her as a signal that we see her. Để thu hút sự chú ý của người nào đó, để chúng ta có thể trò chuyện với người đó, chúng ta có thể sử dụng hoặc là cách giao tiếp bằng lời hoặc là không lời. Hãy cùng nhau xem xét cái hình thức giao tiếp không lời trong ngôn ngữ tiếng Anh. Có lẽ cái cách phổ biến nhất để gây sự chú ý của một ai đó, đó là vẫy tay. Ví dụ, nếu chúng ta đang có mặt trong một bữa tiệc ồn ào và nhìn thấy người bạn đứng ở cửa cách chúng ta khoảng 20 mét, chúng ta có thể giơ tay lên và vẫy tay về hướng cô ấy như là một tín hiệu chúng ta đã nhìn thấy cô ấy. Em lưu ý nhé. Đây là trường hợp đầu tiên chúng ta nghiên cứu về cái ngôn ngữ giao tiếp, có thể là bằng lời hoặc không lời, nhưng mà cái hình thức đầu tiên và phổ biến nhất không lời hôm nay đó là vẫy tay. Rồi, các bạn chuyển tiếp sang cho cô đoạn thứ hai, paragraph 2. But how hard we can wave in a situation like this? Suppose you are at the airport and you see your brother get up the plane and begin walking towards you. If you are excited, you might jump up and down and wave as hard as you can to attract his attention. This is the instance where big obvious nonverbal signals are appropriate. Nhưng chúng ta có thể vẫy tay tích cực thế nào trong trường hợp này? Em lưu ý cho cô chữ H là tích cực, không dịch thành chữ vất vả khổ sở nhé. Giả sử bạn đang có mặt ở phi trường và nhìn thấy anh trai của mình bước xuống máy bay, bắt đầu đi về phía bạn. Nếu bạn thích thú vui mừng, bạn có thể nhảy lên, nhảy xuống và vẫy tay rối rít, SHS, chúng ta dịch thành rối rít nhé các bạn. Để thu hút được sự chú ý của anh ấy, ở trong trường hợp này, tín hiệu không lời tích cực thì là phù hợp. Các em lưu ý chữ big ở đây chúng ta không dịch thành to lớn mà chúng ta dịch thành tích cực nhé các bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục cho cô đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba nè, paragraph 3. There are, however, some social situations where smaller nonverbal signals are more appropriate. In a restaurant, for example, if you want to adjust the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eyes, and not slightly to let him know we would like him to come to our table, or we can raise our hand slightly to show that we need assistance. We do not whistle or clap our hands to get the person's attention. That is considered impolite and even rude. Tuy nhiên, có một số các tình huống giao tiếp thì cái tín hiệu không lời nhẹ nhàng hơn. Chữ smaller ở đây các bạn dịch cho cô là nhẹ nhàng hơn nhé, không dịch nhỏ hơn đâu, thì lại phù hợp hơn. Ví dụ trong nhà hàng, nếu chúng ta muốn thu hút sự chú ý của người phục vụ bàn, chúng ta có một số các lựa chọn. Chúng ta chờ cho đến khi anh ấy tiến gần về phía chúng ta,
nhìn vào mắt anh ấy, catch his eyes, tức là nhìn vào ánh mắt nhá, nhìn vào look, nhìn vào mắt anh ấy, nhẹ nhàng gật đầu để cho anh ấy biết rằng chúng ta muốn anh ấy đến gần bàn của chúng ta hơn, hoặc chúng ta có thể giơ tay lên từ từ cho thấy rằng chúng ta cần sự trợ giúp. Chúng ta đừng có huýt sáo hoặc vỗ tay để gây sự chú ý của người khác. Điều này được xem như là bất lịch sự và thô lỗ. Chúng ta chuyển tiếp sang câu đoạn thứ tư. Paragraph 4. In most social situations where some informality is allowed, a brief raise of the hand in a small way is fine. For instance, if you are walking across the school yard and see a teacher approaching, use a small friendly way to check his or her attention is appropriate. Trong hầu hết các tình huống giao tiếp thì sự thân mật lại là được phép. Một cái giơ tay nhanh lên và vẫy tay nhẹ nhàng thì là phù hợp. Ví dụ, nếu bạn đang đi ngang qua sân trường và nhìn thấy thầy cô của mình đang đi về hướng mình, một cái vẫy tay nhẹ nhàng thân thiện để gây sự chú ý cho thầy cô thì là phù hợp. Chúng ta đi đoạn cuối cùng cho cô nào. Paragraph 5. Once you have lost your friend's attention, you shouldn't voice at the person or thing you want her to look at. A sly nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. Of course, there are times when pointing is perfectly acceptable, such as when a teacher wants to get someone's attention in class. The teacher often points to the students and says, "David, would you read the next sentence, please? Pointing here is not impolite. It's simply a way to get someone's attention." Khi bạn đã có được sự chú ý của bạn mình rồi, bạn không nên chỉ tay vào người hoặc là vật mà bạn muốn người ấy nhìn vào. Chỉ cần gật đầu nhẹ thôi là đủ. Việc chỉ tay vào người nào đó luôn được xem là thua lỗ. Dĩ nhiên, có những khi việc chỉ tay hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chẳng hạn khi một người thầy muốn gây sự chú ý cho một người nào đó ở trong lớp, thầy cô thường chỉ tay vào học sinh của mình và nói rằng, "David, em có thể đọc câu tiếp theo cho thầy được không?" Việc chỉ tay ở đây không phải là bất lịch sự, nó chỉ đơn thuần là cái cách để gây sự chú ý cho người khác. Vậy các bạn đã được tìm hiểu sơ qua về cái nội dung của 5 đoạn văn rồi. Bây giờ cô tóm tắt lại nhé. Đoạn đầu người ta giới thiệu cái cách thức giao tiếp có hai hình thức, một là bằng lời, hai là không lời. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu sâu về cái cách giao tiếp bằng lời, xin lỗi, không lời. Thì ở đây người ta sẽ đưa ra một số các tình huống như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cách giao tiếp không lời. Rồi trường hợp thứ nhất, các bạn nhìn vào cho cô nhé. Nếu chúng ta đang ở bữa tiệc ồn ào mà nhìn thấy bạn chúng ta cách chúng ta khoảng chừng 20 mét ở phía cửa thì chúng ta giơ tay lên và đưa ra tín hiệu cho thấy rằng chúng ta nhìn thấy cô ấy rồi. Tình huống thứ hai, nếu như chúng ta đang có mặt ở một phi trường, chỗ này rất là hỗn độn, đúng không em? Rất là đông đúc và rất là ồn ào thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu chúng ta gặp thấy người quen của mình, cụ thể là anh của mình chẳng hạn, xuống máy bay rồi thì chúng ta đang đi về hướng chúng ta thì chúng ta bắt đầu là nhảy lên nhảy xuống như là một tín hiệu để cho anh ấy thấy được chúng ta. Trường hợp thứ ba, nếu chúng ta ở trong nhà hàng thì thế nào? Trong nhà hàng thì chúng ta không nên huýt sáo hoặc vỗ tay mà chúng ta chờ cái người phục vụ đến gần chúng ta và chúng ta bắt gặp nhìn vào ánh mắt người ta hoặc là chúng ta giơ tay nhẹ nhàng để ra tín hiệu để chúng ta cần sự trợ giúp của phía người phục vụ bàn. Đấy là cái cách mà trong nhà hàng. Trường hợp thứ tư, thế còn trong sân trường thì thế nào? Nếu trong sân trường và chúng ta bắt gặp thầy cô của mình thì chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay thầy cô và gật đầu giống như một tín hiệu thân thiện là đủ rồi. Và cuối cùng, nếu như mà
cái việc chỉ tay thì thế nào. Việc chỉ tay thì chúng ta phải hết sức là dè dặt trong tình huống nào. Khi mà chúng ta muốn gây sự chú ý cho một người nào đó thì chúng ta không nên chỉ tay vào cái người hoặc cái vật đó. Và tuy nhiên thì có những trường hợp chúng ta chỉ tay được. Ví dụ trong lớp học thì thầy cô có thể chỉ tay vào học sinh và mời học sinh phát biểu. Đấy là nội dung mà chúng ta cần nắm qua. Bây giờ cô mời các bạn bắt đầu ghi bài cho cô phần thử mới. Chúng ta đi từ đầu nào. Các em bắt đầu bài cho cô phần thử mới nhé. Vocabulary. Thì trong bài này rất là dài, cũng có nhiều từ mới. Cô sẽ cố gắng lấy ra những cái từ mà các em có thể chủ đạo nhất để học bài, để nắm được từ trong đây. Chúng ta có từ thứ nhất ở dòng số 1 và giải đáp bài, đó là to get one's attention, hoặc có nghĩa khác nữa, to get one's attention là gây sự chú ý cho người khác, thu hút sự chú ý của người khác. Xin lỗi chữ người đây viết sai chính tả nhé. Rồi chúng ta có từ thứ hai, đó là to be busy doing something. Cái này chúng ta đã được học trước đây rồi, nhưng lần nhắc lại thì nó rất là quan trọng. Phần ngữ pháp này sau to be busy thì chúng ta để động từ thêm đuôi in. Thế còn nếu như mà một cái công việc gì đó ta lại để to be busy with something, bận rộn với cái gì, sang bài sau chúng ta lại được học tiếp to be busy at work nữa cơ. Dưới từ at đi với lại work, nơi chốn làm việc, thì chúng ta dùng at. Nó có cách khác nhau nhé các bạn. Ta đi tiếp cái dòng số 3, ta có cụm từ verbal. Verbal tức là bằng lời, phát ra bằng lời. Thì chúng ta giao tiếp thân quen hàng ngày thì chúng ta bằng lời đấy các bạn. Rồi từ thứ hai tức là non-verbal. Ở đây có nói khi chúng ta nói ra, dùng ngôn ngữ chính miệng chúng ta gọi là bằng lời. Chứ còn cử chỉ nhìn tay, vỗ tay và viết xả hành động không lời, mà hành động chỉ non-verbal. Chúng ta chuyển sang cái dòng số, vẫn dòng số 3, ta có thêm cụm từ nữa, đó là forms of communication. Thì trước đây các bạn đã học cái động từ communicate with somebody rồi, tức là giao tiếp với ai. Thế còn là forms là hình thức, phương pháp of communication, tức là hình thức giao tiếp. Cả cụm từ cố định các em phải nhớ dùm cô. Từ thứ 5 là dòng số 4, common. Common là phổ biến, thông dụng. Tiếp cho cô ở dòng số, vẫn cái dòng số 6 có từ wave, vẫy tay. Vẫy tay. Và cuối cùng của đoạn 1 ta có thêm chữ signal, signal. Thêm như cô một cái từ nữa, đó là situation, nó bằng với từ instance, instance situation, tình huống, trường hợp. Nào bây giờ cô mời các bạn nghe cô đọc nhé. To get one's attention, 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 nhấn vào âm 2 giùm cô nha. To attract, attract one's attention, động từ attract nhấn vào âm 2 luôn. To, chữ get bằng với chữ attract nha các bạn. Thế còn tính từ sở hữu ở đây one giống nhau, rồi attention giống nhau, thu hút sự chú ý người khác. Đọc lại, get one's attention, attract one's attention, be busy doing something, busy doing something, be busy with something. Cô lấy ví dụ là Nam cứ mãi miết chơi game. Nam is being playing games every day. Rồi hoặc là các bạn có việc, tôi đang bận rộn với bộ môn tiếng Anh của mình. I am busy with my English, our English nha. Rồi từ thứ ba nào, verbal, verbal. Từ tiếp theo trái nghĩa với nó, non-verbal. Các em chỉ cần thêm chữ non đằng trước thôi, hai từ rất dễ nhớ. Biết được một chữ thì chúng ta suy ra chữ còn lại, trái nghĩa non. Đọc lại cho cô nào. Verbal, non-verbal. Number 4, forms of, forms of. Nối cho cô nhé, chữ giờ. Forms of communication, forms of communication. Communication, communication, từ này khá là dài và khó đọc nhé các bạn. Cô đọc lại các cụm từ nào. Forms of communication. Number 5, common, common, common. Number 6, wave, wave. 7,
Signal. Signal. Eight. Situation. Situation. Instance. Instance. Rồi, để các bạn sẽ chép hết vào nhé. Nếu bạn nào chưa chép kịp thì các em có thể chụp màn hình và hoặc là tua lại để chúng ta chép. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi cái đoạn tiếp theo cho vô phần từ mới của nó. Number này, suppose, suppose chúng ta có dòng đầu tiên của đoạn 2 đấy các em. Giả sử, nó có thể thay cho chữ if cũng được các bạn nhé. Thật ra thì cái này chúng ta cũng học chưa rồi, hôm nay chúng ta ôn lại thôi. Suppose. Nhìn tiếp theo cô. À, trong cái đoạn này, dòng thứ 3 của đoạn 2 ta có từ jump up and down. Có thêm từ kết hợp nữa các bạn. Dòng 2 kết hợp trước nhé các bạn. Get up, tức là xuống xe, máy bay, tàu gì đó thì nên dùng từ get up. Các bạn có thể đọc nối như người bản ngữ, đó là âm này âm d, đọc nhanh thôi nhé. Get up, get up, get up. Hoặc không thì để dễ nhớ chính tả thì các em chỉ biết chữ get up cũng được, nhưng mà tuy nhiên cố gắng học cho người ta cái âm chi ở đằng cuối với những nguyên âm đằng sau người ta nối thành chữ d, get up. Vậy còn xuống xe thì thế nào, lên xe thế nào? Khác với này, nó là on, get on, get on, get on nha. Rồi chúng ta tiếp tục sang cái từ jump up, jump up, jump up. Up là lên và down là xuống thôi. Very easy, isn't it? Rất dễ đúng không các bạn? Rồi, chúng ta đi tiếp từ obvious, obvious. Nhấn âm 1 nha các em. Obvious, hiển nhiên, rõ ràng. Rồi, các bạn có thêm cái từ appropriate, rất là khó đọc nha các em. Từ này khá là dài và khó đọc. Các em đừng đọc thành chữ A nha. Appropriate, nhấn vào âm thứ hai. Appropriate. Đó, khi mà nó là danh từ và tính từ thì nó lại có là đuôi ơ, còn động từ nó là âm A nó khác nhá. Appropriate. Rồi, bằng với acceptable, reasonable, suitable, phù hợp, thích hợp, fine. Rồi, chúng ta đi tiếp cho cô. Ở cái đoạn 3, cái từ not, gật đầu, gật đầu. Chúng ta tiếp sang cái đoạn 3, vẫn còn có từ slide, slide là nhẹ nhàng, từ tốn nhẹ nhàng, đúng không các bạn? Rồi trạng từ của nó thì thêm đôi ly vào thôi, muốn thành lập trạng từ rất là dễ dàng, cứ thêm ly vào, đó là một cách nhẹ nhàng. Tiếp cho cô từ số 16, assistance, assistant. Các em thấy nó ở dòng số 6 của đoạn 3 đấy, ở giữa dòng số 6 từ assistant. Từ này thì hơi lạ với các em nhưng hết quá quen thuộc rồi. Đó là sự giúp đỡ, sự trợ giúp, động từ là assist, danh từ là assistance. Nào, bây giờ các em nghe cô đọc lại từ số 9 đến 16 nhé. Suppose, suppose, nhấn năm 2 ha. Get up, get down, jump up, jump down, obvious, obvious, appropriate, appropriate, acceptable, not, slide, slide, assistance, assistance, help, help. Right. Bây giờ nếu bạn nào vẫn chưa chép kịp thì các em có thể tạm dừng màn hình hoặc chụp hình lại. Bây giờ chúng ta đi tiếp những từ còn lại của bài ngày hôm nay. Chúng ta đi sang từ số 17, whistle. Whistle, các em vẫn nhìn ở cái dòng số 6 của đoạn 3 đấy. Chúng ta có từ we do not whistle or clap. Whistle, đây là huýt sáo. Rồi, chúng ta vẫn có thêm cái từ nữa, clap, clap, vỗ tay. Rồi, chúng ta có thêm cái dòng cuối cùng của cái đoạn 3, từ rude, rude, tức là thô lỗ, bằng với từ impolite trong ngữ cảnh nào đó, tức là thô lỗ hoặc bất lịch sự. Rồi, tuy nhiên thì cũng có lúc mà nếu phải cân nhắc thì các em nghe thô lỗ thì có thể lố bịch hơn so với impolite, nhưng mà có những lúc thì nó đồng nghĩa với nhau không sao cả nhé các em. Và trái nghĩa với nó đó là polite, polite. Các em đã được học trước đây rồi, ở lớp 10, lớp 11 học khá nhiều rồi nhé. Rồi chúng ta chuyển tiếp cho cô đoạn thứ tư, cái từ
Formality tức là trang trọng lịch sự thì thực ra cũng học ở lớp 11 rồi, hôm nay chúng ta vẫn phải ôn lại bởi vì nó rất quan trọng. Và trái nghĩa với nó thì chúng ta có từ informality. Bình thường nếu không có đuôi et này thì các em đọc là formal tức là trang trọng, informal là thân mật, nhưng ở đây chúng ta lại đọc formality, nhấn vào âm hai với các em nhé. Formality á, nó lại thành âm ơ chứ không phải âm o nữa đâu. Và dưới là informality. Chúng ta tiếp ở chỗ này cho cô. Từ approach, ở cái dòng 3 của đoạn 4 đấy, approaching, nguyên mẫu của nó là approach, come near, đến gần, lại gần. Rồi, chúng ta có cái từ pointed, point to somebody something, chỉ tay vào ai cái gì. Thì ở đây cũng khuyến cáo từ point rất là sử dụng phổ biến, nhưng đôi khi nó vẫn dùng to. Thì trong cái bài của chúng ta cũng có chữ point to ở cái đoạn cuối, tất chúng ta thấy ở đoạn cuối dòng thứ ba từ dưới lên ấy, cũng là chỉ tay vào ai cái gì. Tuy nhiên thì có những người người ta chọn sách thì đôi khi người ta cũng bất cẩn, nếu người ta có hai cái thì các em chọn cả hai, S cũng được, to cũng được. Còn nếu như người ta bắt chúng ta lựa chọn thì chúng ta vẫn phổ biến là quay chẹt như fan nhé. Rồi, perfect. Quá là thông dụng rồi đúng không? Trạng từ là perfectly, một cách hoàn hảo. Và chúng ta còn từ cuối cùng hôm nay, đó là cue, sự gợi ý, sự ra hiệu, gợi ý. Nào, mời các bạn nghe cô đọc phần còn lại của từ mới hôm nay nhé. Whistle, các em thấy âm T ở giữa bị câm nhé, không đọc âm T nhé. Whistle, được chưa? Nhấn nút 1 nào. Clap. Root. Impolite, nhấn vào âm 3 nhé các bạn. Polite. Formality. Informality. Approach. Come nearer. Point to somebody. Something. Perfect. Heal. Rồi. Như vậy cô đã giới thiệu với các em tất cả những cái keywords, những cái từ keywords, những cái từ chủ đạo trong bài học rồi. Thì bây giờ chúng ta nhớ lại, ghi chép đầy đủ cho cô và học từ mới kỹ thêm một lần nữa. Thế bây giờ thì các em không thể nào mà thuộc được hết tất cả các cái từ này ngay bây giờ, chúng ta cần phải có thời gian học ở nhà. Nên bây giờ chúng ta nhìn lại, cô sẽ đọc thêm bài một lần nữa để các bạn luyện đọc, học theo và luyện đọc ở nhà cho cô. Hôm sau cô Mai sẽ tiếp tục đồng hành với task còn lại của bài cho cô nhé. Nào mời các em nghe. To address someone's attention so that we might speak to that person, we can use either verbal or nonverbal forms of communication. Let us look at nonverbal communication in English. Probably the most common way of attracting someone's attention is by waving. For example, if we are at a noisy party and see a friend come in the door about 20 meters away, we may raise our hand and wave to her as a signal that we see her. But how high we can we wave in a situation like this? Suppose you are at the airport and you see your brother get off the plane and begin walking towards you. If you are excited, you might jump up and down and wave as hard as you can to attract his attention. There is the ring situation where these obvious nonverbal signals are appropriate. There are, however, some social situations where smaller nonverbal signals are more appropriate. In a restaurant, for example, if you want to attract the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eyes,
and not slightly, to let him know we would like him to come to our table, or we can raise our hand slightly to show that we need assistance. We do not whistle or clap our hands to get the person's attention. That is considered impolite and even rude. In most social situations, where some informality is allowed, a brief raise of the hand in a way, a small way is fine. For instance, if you are walking across the spoon jar and see your teacher approaching you, a smaller, friendly way to attract his or her attention is appropriate. Once you have got your friend's attention, you shouldn't point at her, the person, or thing you want her to look at. A slightly nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. Of course, there are times when pointing is perfectly acceptable, such as when a teacher wants to get someone's attention in class. The teacher often points to the students and says, "David, would you read the next sentences, please?" Pointing here is not impolite. It's simply a way to get someone's attention. Rồi, như vậy cái bài đọc thì cô vừa đi qua rồi, các em cố gắng ở nhà đọc đi đọc lại của cô để chúng ta biết cái những cái từ mới một cách rõ ràng hơn. Bây giờ cô sẽ dịch lại qua bài một lần để các em luyện dịch để nắm được nội dung bài cơ bản của cô nhé. Để thu hút sự chú ý của ai đó, chúng ta có thể trò chuyện với người này, chúng ta sử dụng các phương pháp giao tiếp bằng lời hoặc không lời. Hãy cùng nhau xem xét cái hình thức giao tiếp không lời trong ngôn ngữ tiếng Anh. Có lẽ cái cách phổ biến nhất để thu hút sự chú ý của một người nào đó, đó là vẫy tay. Ví dụ, nếu như bạn đang có mặt trong một bữa tiệc ồn ào và nhìn thấy bạn của mình bước vào trong cửa cách chúng ta khoảng 20 mét, chúng ta sẽ giơ tay lên và vẫy tay về hướng cô ấy như một tín hiệu chúng ta nhìn thấy cô ấy. Nhưng chúng ta vẫy tay tiếp tục ra sao trong trường hợp như thế này? Giả sử như bạn đang có mặt ở sân bay và nhìn thấy anh trai của mình xuống máy bay bắt đầu đi bộ về phía bạn. Nếu bạn vui mừng, bạn có thể nhảy lên nhảy xuống và vẫy tay rối rít để thu hút sự chú ý của anh ấy. Trong trường hợp này thì hiển nhiên cái tín hiệu giao tiếp không lời lại là phù hợp. Tuy nhiên cũng có những lúc thì tín hiệu giao tiếp không lời nhẹ nhàng hơn lại phù hợp. Ví dụ trong nhà hàng, nếu bạn muốn gây sự chú ý cho một người phục vụ bàn của mình, chúng ta sẽ có một số cách lựa chọn. Chúng ta hãy chờ cho đến khi anh ấy tiến gần với chúng ta, nhìn vào mắt anh ấy, nhẹ nhàng gật đầu để cho anh ấy biết được là chúng ta muốn anh ấy tới bàn của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể giơ tay lên từ từ cho thấy rằng chúng ta cần sự trợ giúp. Chúng ta đừng có hít sáo hoặc vỗ tay để gây sự chú ý của người nào đó. Điều này được xem là bất lịch sự và thậm chí là thô lỗ. Trong hầu hết các trường hợp giao tiếp thì cái sự thân mật lại là được phép. Chỉ cần giơ tay lên và nhẹ nhàng gật đầu thôi là phù hợp. Chữ phải ở đây có nghĩa phù hợp, thích hợp, tốt như em. Ví dụ, nếu bạn đang đi bộ ngang qua sân trường, nhìn thấy thầy cô của mình đang đi về hướng bạn, một cái vẫy tay thân thiện nhẹ nhàng để gây sự chú ý của thầy hoặc cô là phù hợp. Hôm nay chúng ta gặp rất nhiều từ mang nghĩa phù hợp. Ví dụ fine này, suitable này, rồi appropriate này, rồi chữ will do này, rồi acceptable. Đấy là những tình huống mà đều có đồng nghĩa với nhau, phù hợp, thích hợp nha các bạn. Khi bạn đã có sự chú ý của bạn mình rồi, bạn đừng có chỉ tay vào người đó hoặc vật đó mà bạn muốn cô ấy nhìn vào. Chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu thôi là đủ. Việc chỉ tay vào một người nào đó thì luôn được xem là thua lỗ. Dĩ nhiên có những lúc khi chỉ tay thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chẳng hạn khi một người thầy
Muốn gây sự chú ý cho người nào đó trong lớp học thì thầy thường chỉ tay vào học sinh của mình nói rằng: David, em có thể đọc câu tiếp theo cho thầy được không? Việc chỉ tay ở đây không phải là bất lịch sự, nó đơn thuần đó là cách gây sự chú ý cho người khác thôi. Vậy bài của chúng ta cũng khá dài rồi, 24 từ, cặp từ mới thì các em học kỹ cho cô. Và dĩ nhiên là qua đây thì cô cũng không thể nào mà dừng lại để cho các em học thuộc một phương hướng cách làm sao. Vậy các em phải cố gắng nghĩ lại những cách thầy cô đã hướng dẫn mình học làm sao từ mới cho mau thuộc đấy. Các em ôn ở nhà và đồng thời đọc lại bài cho cô và tập dịch lại một lần nữa nhé. Phần tập dịch các em không cần phải ghi ra vở đâu, rất là cực khổ, nhưng các em phải dịch qua dịch lại bằng lời như vậy. Và hôm sau cô Mai sẽ đồng hành với em. Nhớ học thuộc cho cô 24 từ mới nhé. Bài học của cô xin dừng tại đây. Tạm biệt các em và nhớ học cho cô từ mới, tập đọc nhà lần nữa. Ok, goodbye, see you again. Thank you for your attention.